Chào các bạn đã đến với kênh Thiên Nhiên Cảnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về rau trai, về những công dụng và những lưu ý khi sử dụng rau trai. Rau trai còn có tên gọi khác là cây thài lài trắng. Rau trai thường là một loại cỏ mọc hoang, nhưng mang trong mình hàng loạt những tác dụng quý cho sức khỏe. Sau đây là một số tác dụng của rau trai. Tác dụng mát gan, điều trị tiểu gắt. Cây rau trai còn có tác dụng cực hay trong điều trị bệnh tiểu gắt, đồng thời giúp mát gan, thanh nhiệt và bạn có thể cảm nhận được hiệu quả ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Theo cách này, bạn nhổ khoảng 2 hoặc 3 nấm rau trai cả thân rễ lá hoa rồi rửa sạch để ráo nước và hơ trên lửa hoặc than cho các lá bị cháy khét nhẹ. Tiếp theo, bạn đun phần rau đã hơ lửa với lượng nước vừa đủ trong khoảng 15 đến 20 phút. Nước ngả dần sang màu vàng rồi sử dụng. Vì rau trai vốn có vị ngọt, tính hơi lạnh, nên nước sắc rau trai cũng dễ uống và có mùi thơm nhẹ. Chú ý bạn không nên để lửa quá lớn vì sẽ làm rau chín gục, mà chỉ nên canh lửa riu riu cho chất thuốc được tiết ra. Liều lượng uống mỗi ngày là từ 2 đến 3 lần, mỗi lần uống một chén như nước giải khát. Tác dụng trị viêm họng, viêm amidan cấp. Rau trai tươi 30g rửa sạch cắt khúc, đổ 750ml nước, sắc còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày. Có thể giã nát, cho thêm một chút muối, dắt lấy nước cốt ngậm và nuốt dần, ngày 2 lần sáng tối, dùng liền trong 5 ngày. Tác dụng chữa bí tiểu do nhiệt. Chuẩn bị rau trai tươi 30g, mã đời tươi 30g rửa sạch, giã nát, dắt lấy nước cốt, thêm chút mật ong vào, uống lúc bụng đói, dùng liền trong 5 ngày. Bài thuốc chữa mụn nhọt sưng đau, chưa dở mủ. Rau trai tươi rửa sạch, giã nát, thêm chút rượu nóng, đắp vào chỗ sưng đau rồi băng cố định lại trong 2 giờ, ngày thay thuốc một lần. Bài thuốc hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Rau trai tươi 90g, hoa cây đậu tầm 12g, các vị thuốc rửa sạch, cắt khúc cho vào ấm, đổ 750ml. Sắc còn 300ml, uống thay trà trong ngày. Mỗi liệu trình từ 10 đến 15 ngày. Tác dụng chữa kiết lỵ do ăn đồ sống lạnh, diêm ruột. Rau trai tươi 30g hoặc rau trai khô 10g, cắt khúc rửa sạch, cho vào ấm, đổ 700ml nước, sắc còn 150ml, chia 2-3 lần uống trong ngày, dùng liền trong 5 ngày. Tác dụng chữa phong thấp, diêm khớp, phù tim. Chuẩn bị rau trai 40g thái nhỏ, hạt đậu đỏ 40g. Các vị thuốc rửa sạch, rau trai cắt khúc để riêng, đậu đỏ ngâm 15 phút, rồi cho vào ấm. Đổ 800ml nước ninh nhừ, cho rau trai vào đun nhỏ lửa khoảng 10 phút. Thêm chút đường, ăn cả nước lẫn cái, mỗi liệu trình từ 5 đến 10 ngày. Tác dụng chữa viêm cầu thận cấp, phù thủng, tiểu ích. Chuẩn bị rau trai tươi 30g, cây cỏ xước tươi 30g, bông mã đề 30g, sắc uống thường xuyên hàng ngày. Tác dụng chữa viêm nhiễm đường hô hấp trên. Rau trai 30g, bồ công anh 30g, dâu tầm 30g, dùng sắc uống hàng ngày. Ngoài ra rau trai còn có những công dụng như sau. Rau trai được dùng làm rau ăn. Thân và lá non của cây rau trai được dùng làm rau luộc, xào, nấu canh. Rau trai làm thức ăn trong chăn nuôi, thân lá rau trai xanh làm thức ăn cho thỏ, dê, lợn, gà, vịt, cá. Thân lá rau trai thái nhỏ được nấu làm thức ăn cho lợn. Rau trai được dùng làm phân xanh. Sau khi thu hoạch rau trai, thân lá rau trai được dùng để ủ phân xanh. Rau trai được trồng giữ ẩm trong vườn cây ăn quả. Nhiều nhà vườn trồng rau trai trên mặt luống trong vườn trồng cây ăn quả như cam, xoài, để giữ ẩm và chống xói mòn do mưa. Sau đây là những lưu ý khi sử dụng cây rau trai. Những người có tỳ vị hư hàn không nên dùng rau trai. Phụ nữ đang mang thai, muốn sử dụng rau trai nên tham khảo ý kiến của bác sĩ đông y trước khi sử dụng. Trên đây là thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc.